Chào mọi người, quay lại kênh cân cấu Nhật Bản của mình. Hôm nay là tiếp tục giới thiệu cân cấu nha mọi người. Đây, cái cân số 1. Cái cân số 1, cái nó là FIP. Đây, nó có cái nút ở đây, để mình lấy cái nút ra cái này. Cái cân nó là FIP nha mọi người. Mọi người xem kỹ ngoại hình, cái này con khoảng mới. Theo mình đánh giá thì cái này con trên 80%. Cái này á thì nó nặng 620g. 620g. Đọt của nó đọt 1.3, vươn ra 5.6, thu về 97 cm. Đây, đọt này, xem đọt của nó này. À khoan, xem ngoài hình tổng thể của nó đi. Đây, ngoài hình tổng thể của nó như thế này đây. Rồi, mọi người xem đọt nha. Đọt 1.3. Cái này bổn gì hình như đọt chỉ 1 tí thôi, cái này hà đọt rồi này. Rồi, 1 giống, 2, 3, 4, 5, 6, tất cả có 7, 8 giống nha mọi người, 8 giống. Làm giống. Rồi, ngoài hình các giống ở phía trong thì con mượt. Ít trái xước. Rồi, về phần khuyên. Khuyên thì cái đầu bú này này. Đây, xem cái đầu bú này. Đây, chỗ này mình thấy nó hà đọt ở đây. Ở đây hà đọt rồi này. Mà khuyên nó bị bể rất mất đá rồi. Tổng cộng ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 khuyên, bao gồm cả cái đầu bú mất đá phía trên. Nứt thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 khuyên bị nứt. 7 khuyên bị nứt. Còn lại thì 4 khuyên không nứt. Tất cả thì đều con đá, chỉ riêng cái đầu bú này mất đá nha. Đây, bát á là bát trượt FK F6. Phần đây được bọc nhớ xuống tới tay cầm luôn. Bọc nhớ nhá. Đây, cái này chất liệu FIP. Cái số 1. Số 1 này mình bán 300. Rồi, hai là một cây cân 2 khúc. Cái này là nhựa tổng hợp, có bọc inox các đầu nối. Đây, mọi người xem đọt của nó này. Cái này á, thì nặng 120g, đọt 2 ly, vừa ra 1.6, thu về 84 cm. Đây, đầu bú này thì có đá này. Bú 2 lớp, đá xám. Inox rồi tới đá luôn. Khuyên thì là khuyên xoắn, inox xoắn nha. Đây, người ta buộc nhờ đổ kéo này này. Này, khuyên inox xoắn này. Đây, phần này bọc inox nha mọi người. Phần này inox này. Cái này nhựa đặc, nhựa tổng hợp, rất là cứng. Rồi đây. Tiếp, phần này cũng là khuyên inox xoắn này. Đầu bọc inox này. Phần tay này á, là tay nhựa. Tay nhựa nhá. Bát là bát vặn. Cái này là cái số 2, mình bán 150.000. Cái số 2, 150. Số 3 là một cái bát khúc. Một cái ba khúc đọt này. Đây, cái này cũng là nhựa đặc tổng hợp, nặng 300g, 340g. Đây, đọt 21, vươn ra 24, thu vào là 85 cm. Này, khuyến này là vốn gì của nó không đá chứ không phải là mất đá nha mọi người.
khuyên đến nốt xoắn đầu bu này, khuyên này. Đây, ở đây có 3 khuyên inox bọc ở đây. Độ thứ hai có 2 khuyên, 1 khuyên, 2 khuyên, đều là inox xoắn hết. Cái này thì sổ cước rồi, sổ nhớ rồi, về mọi người cuốn lại nhá. Sổ nhớ những khuyên vẫn còn nguyên nhá. Đây, hai đầu này đều được bọc inox hết. Bọc inox ở đây. Phần bát của nó là inox không rỉ. Bát vàn inox không rỉ. Phần tay cầm này là nhựa, là gỗ. Gỗ này là gỗ cứng, chứ không phải là gỗ xốp. Rồi, cái số 3. Cái số 3 này mình bán 180 nha mọi người. Số 3 180. Rồi, số 4 là một cái cân Olympic, cân tay trợ máy. Cân tay trợ máy. Đây, đọt của nó đọt mạnh. Thì khuyến đầu mất rồi. Cái này nặng 180g, đọt 1:1. Ở phần con này 1:1 này. Vươn ra 36, thu về 85 cm. Cái này cũng chất liệu phíp luôn. Đây mọi người xem này, đọt này. Đây. Đây mấy cái này thì khuyên ẩn hết. Khuyên ẩn. Đây. Olympic thì thường thường là có bọc inox ở các kia đâu này để khỏi bị tước. Đây. Cái này bị dập ở đây này. Cái này về quấn cược quấn nhờ xong rồi đổ keo vô ok. Thật ra như thế này vẫn sai ok, không có sao hết đó. Kéo cả tâm đây. Đây, khuyên cái cũng là khuyên inox xoắn. Ở những chỗ này nó bọc nhờ này. Bọc nhờ khỏi bị tước này. Rồi, ổn tích. Bát này, bát thì cân này cân trơ máy đến ép bát nhỏ. Ép ca, ép 5. Đây, phần này cũng nhờ, đấy xuống đây. Từng này thôi. Cái này là cái số 4. Mình bán 106. Năm là một cái cân tay, cân rút. Này. Cái này thì hầu như còn nguyên. Cái này là hình như cũng cân Olympic. À không phải. Không thể ghi hạ. Cái này là 200g. Đọt 0.7 ly, vừa ra 4.3 m, thu về là 102 cm. Đọt này đọt mảnh này mọi người. Đây, đọt mảnh. Uốn thoải mái nha. Đọt này có cảm giác. Này. 1 2 3. Ồ, dòng trong đây còn mới. 4 5. Tất cả có 5 giống. Giống ngoài thì trây xước nhưng mà giống ở phía trong thì còn mới nha mọi người. Đây. Tổng thể của cái cân này như thế này. Nó mình thấy thì nó còn trên 60%. Cái phần tay cầm này này được bọc nhờ nha. Đây. Được bọc nhờ ok. Cái này là cái số 5. Cái số 5 này mình bán 200. Số 6 cũng là một cái cân tay nữa. Đây, cái cân tay. Cái này á thì nặng 240g, đọt thì đọt mảnh 0.9, vươn ra 5.3, thu về 65 cm. Đây. Đọt mảnh này. Còn phần bù nhùi buộc cược này. Này, cả cái này đều được bọc inox cương lực hết nha mọi người. 1 2 3 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 giọng hết nha. Đây, tất cả 10 giọng. Đây, ngoài hình cái cân này thì còn khoảng trên 60%. Trên 70%. Tay cầm này, tay cầm sộp giả gỗ này. Rồi, cái này cái số 6 mình bán 200. Rồi, số 7 cũng là một cái cần tay, cái này của Olympic. Cái này Olympic nặng 200g. Đọt của nó là đọt 1.1 tươi, vươn ra 4,5m, thu vào là 84 cm. Này, đọt. Ok. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Tất cả có 6 giống nha mọi người. 6 giống. Olympic nhá. Này, phần đấy thì được, phần tay cầm được cũng được bọc nhờ này. Cái này là cái số 7. số 7. Mình cũng bán 200. Số 8. Số 8 là một cái cần rút, cái này cũng cổ Olympic. Đây. Olympic. Cái này á thì nặng 250g. Cái này nặng 250g. Đọt 27. Đọt 27. Vươn ra 3m3 mà thu về là 1m2. Rồi mọi người xem đọt nha. Đọt 27. Đọt này độ cứng khoảng tầm 15 nha mọi người. Độ cứng 15. Này. Rồi, các giọng ở phía trong, các giọng ở phía trong thì con mới. Cái này con được cái này cả phía ngoài nữa là 3 giọng. 3 giọng. Rồi. Về phần này thì đầu bú á, là đầu bú 3 lớp inox cao su là trắng. Còn là khuyên ở đấy á, thì có 4 khuyên, nhưng mà 1 2 3 khuyên bị bể, 2 khuyên mất đá, 1 khuyên thì còn đá không bể, 1 khuyên tốt. Cái này coi như bạn cần trắng luôn nè mọi người, cần trắng về từ thay khuyên. Hàn Quốc này. 3m3. Cái này là bát Fuji FS7. Mua cần trắng con ơi, được cái bát Fuji với cái đầu bú nữa. Đây. Đây bọc inox. À đây bọc nhờ. Nhờ này. Đây. Cái này mới bán 200 nha mọi người, cái số 8. 200. Rồi, số 9 là một cái cân lục. Cái này hình như cũng Olympic luôn á. Cái này là Olympic. Mà đây thấy không thấy ghi. Đây không thấy ghi hạng gì, nhưng mình thấy theo mình thấy thì cân này đúng là cân Olympic. Ai gì được chữ nhật thì chữ này chỉ sang Olympic này. Cái này á thì nặng 960g, đọt 2,5. Vừa ra 5,2, thu về là 1,2. Đây. Đọt này đọt đa hướng nha. Đọt đa hướng. Cái này chất liệu flip nha mọi người. À, mấy cái này do mình giới thiệu đều flip hết nha mọi người. Đây. Mấy cái này đều flip hết. Hồi nãy giờ mình quên nói về chất liệu mất. Đây flip hết nha. Cái này chất liệu flip đọt tháp chưa được. Đây. Đọt này thì độ cứng khoảng 30. Độ cứng khoảng 30 nha mọi người. Đây. Một giọng này, hai giọng này, các giọng phía trong đều đẹp hết đó, có khuyên trượt, bọc inox hết. Hai giọng, ba giọng, bốn giọng, năm,
tổng thể có 6 giống. Bọc inox sang loãng luôn. Inox này inox không rỉ nha mọi người. Dù muối biển mặn thế nào cũng rỉ hết. Đây, khuyên này. Khuyên này là khuyên này, inox xoắn. Vốn gì? À không phải, hai cái khuyên này inox xoắn thôi này. Còn cả khuyên này là không là khuyên inox, khuyên ở đây khuyên này không có đá nha mọi người. Đây, ở trong này người ta đã làm trơn rồi, không cần phải đá. Vốn gì của nó không đá. Cái khuyên này thì tốt hơn khuyên đá nhiều. Khuyên đá đâu có bằng khuyên này được đâu. Đấy. Đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 khuyên bao gồm cả đầu bu, rất là đẹp. Khuyên đầu bu này đầu bu đá hướng. Trên này cũng không cần phải đá luôn. Cũng được làm nhẵn rồi. Cái này gia công khó hơn làm đá nhiều. Cái cân này á thì phía kia giống giống ngoài cung đây này, 100% được bọc nhờ hết. Treo cân. Bát là bát FK FS 8. FK FF 8 nha mọi người. Đây. Cái này là cái số mấy rồi? 9. Cái số 9 là 16600. Ai mua cái số 9 này á, mình sẽ tặng cái số 10. Một cha một con với nhau đây. Cái số 10 này chất liệu là gì đấy? Ở dưới là nhựa tổng hợp, ở trên là fib. Cản là nhựa tổng hợp, ở trên là fib. Đây. Còn đọt là đọt thủy tinh. Cái này nặng 80g, đọt 1.3 ly. Vượt ra 1m2, thu về 65 cm. 65 cm nha. Đây mọi người xem khuyên này. À, cái khuyên này bị mất. Khuyên này buộc dễ lắm. Để cái kẹp vỡ á, kẹp giấy á, buộc lại thôi. Ok. Có đánh nhờ ở đây này. Cái này inox này. Đây. Inox này. Khuyên này cũng khuyên inox nữa rồi mọi người. Bát, bát này bát Fuji FS6. Bát trượt. Tay cầm này thì là gỗ. Cái này là cái số 10. Ai mua cái số 9 mình sẽ tặng cái số 10 nha mọi người. Số 10 tặng vợ 9. Rồi 11. À, đợi chút mình bỏ cái này vô cái này. Mười một là một cái cần rút giả trúc. Đây, cái này thì nặng 540g, đọt 1:1, vươn ra 6 m, thu vào 103 cm. Đây, đọt 1:1. Ok, một giống này, mọi người xem các ngoại hình giống phía trong. Hai, cái này cũng chất liệu fib. Cái số 9 này cùng chất liệu fib luôn mọi người này. 2 rồi, 3 4 các dòng phía trong con bóng. 5 6 7 7 dòng cả thải nha mọi người. 7 dòng, các dòng phía trong thì con đẹp. Đây. Cái con này cũng là Olympic nha mọi người. Nó không ghi chữ nhưng đây là logo của Olympic này. Chỗ này chắc nó quấn nhờ mất mất rồi. Đây. Nhờ này. Rồi. Cái này là cái số 11 mình bán 300.
12. Ủa? Đúng rồi. 12 là cái cân gì đây? À, cái cân 3 khúc. Cái cân 3 khúc của Kanto, KT Kanto, một thương hiệu của nội địa Nhật. Này. Cái này á, cái này thì là nặng 200 g. Đọt của nó là đọt 2,5. Vươn ra 2,4, thu vào 87 cm. Rồi. Đồ cứng này khoảng 15 nha mọi người. Đồ cứng 15. Khuyến thì tất cả đây là khuyến inox 3 lớp. Khuyến inox ở trong là su. Su rồi tới đá trắng. Đây, khuyến kiêng hết. Chất liệu flip này. Đây có 3 khuyên, bao gồm cả đầu u. Đây một khuyên là 4. 4 khuyên. Phần này thì có khuyên. Bát là bát vằn inox không rỉ. Ok. Tay này á, tay nắm này tay gỗ. Gỗ này gỗ thật chứ không phải là giả gỗ nha mọi người. Đây. Mọi người xem này, Kanto 24. 24 3 khúc. Rồi, cái này cái số 12. 12 cái này mình bán 380.000. 12 380. Mười ba một cái cân 2 khúc. Đây, cái cân 2 khúc, mọi người xem đọt của nó nhé. Cái này thì nặng 140 g, đọt 2,4, vừa ra 1,9, thu vào là 102 cm. Này, đọt này độ cứng khoảng 10. Khuyến đều là khuyến kiêng inox. Khuyến này là vốn gì của nó không có đá nha mọi người. Khuyến này nó không rỉ. Cái cân này còn rất là đẹp. Theo mình để giá thì ngoài hình cái cân này còn khoảng 80% rồi đây. Đây, phần này cũng được bọc inox này. Cái cân này chất liệu fit nha mọi người. Fit. Đây, một khuyến cải đây. Bọc inox này. Bát của nó bát vằn kim loại, cái này nhôm. Nhôm mà sao có nhôm không rỉ. Đây, nhôm không rỉ. Cái này xốp giả gỗ. Xốp giả gỗ nhá. Rồi, cái này cái số 13 rồi. 13 cái này mình bán 250.000. 13 250. Cái cân 2 khúc còn đẹp. Biết đâu rồi, biết đâu rồi. 13 250. Mười bốn cũng là một cái cân 2 khúc nữa. Đây, mọi người xem đọt của nó nha. Cái này á thì nặng 120 g, đọt 23, vươn ra là 24, thu vào như thế này 102 cm. Đây, khuyên là khuyên inox xoắn. Cái này thì không có đá. Đây, đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái khuyên. Rồi, tới phần cán. Đây một cái là 8. Khuyên cải thì có đá này. 9. Cái này á là xốp giả gỗ. Dạ con cảm ơn, không sao đâu cô ơi. Cái này inox à, cái này là cán xốp giả gỗ. Bát là bát vằn này.
cái này là nhôm, nhôm không rỉ, nhôm không rỉ nhá. Cái này sẽ cầm ở đây, máy ở đây. Ok, cái này khá là hay, phần đều được thiết kế bằng nhôm không rỉ hết. Cái này cũng chất liệu fix nha mọi người. Cái này là cái số 14 rồi, cái số 14 này mới bán 250 luôn nha mọi người. 14 250. Mới lắm là một cái cân rút, cân mini. Đẹp ha. Mini 1m65. Cái này thì nặng 100g. Đọt của nó là đọt 1.6 này. Vừa ra 1m6, thu về 42 cm. Đây, cái cân này còn khá là mới. Các giọng ở phía trong cũng còn mới nhá. Cái này bị sượt này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 giọng hết. Khuyên. Này, khuyên thì đều là khuyên 3 lớp, đá xám, inox, cao su. Inox, cao su, đá xám. Cân này thì còn đẹp, 1, 2, 3, 4, 5 khuyên. Phần tay này được làm bằng xốp cứng này. Bát này hay này, bát vặn. Ủa, đây, bát vặn. Vặn nguyên khối đi với sộp luôn nha mọi người. Máy này thì máy năm rồi, máy nhỏ rồi. Ủa, cái này sao mày đứng được chứ phải. Khuyên lớn mà. Cái này mình cũng rõ đó. Cái này cái số 15 mình bán 160 ngàn. Rồi, 16 là một cái cân carbon giả trúc. Carbon giả trúc nha mọi người. Nốt này hình như bằng đồng đây này, bằng trẻ. Cái này nàng 60g, đọt 0.80, vừa ra 3m. Thu về là 82 cm. Đây, mọi người xem phần đọt này. Đọt mạnh này, cần tay. Carbon giả trúc. Một giọng này, con rất là mới nha mọi người. Hai này, ba này, bốn, cả thầy có bốn giọng. Đây, cả thầy có bốn giọng. Phần chuối này cũng mới này. Đây cũng được quấn nhờ này, con rất mới này. Nút này cũng con mới luôn này. Mời chở. Đây, cái này carbon nha mọi người. Ủa, cái này phải carbon ta. Không, cái này fib. Fib nha mọi người, cần fib. Không phải cần carbon này. Cần fib nha mọi người. Mình định chỉ nữa lại, cần fib. Đây, cái này là cái số 16. Cái số 16, cái này mới bán 200 nha mọi người. Đâu rồi. 16 bán 200. Cái này còn rất là mới. Cái này mà ai thích phải mới đẹp thì chọn cái này là chuẩn luôn. 16 200. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.